cái máy này là cái máy đầu tiên để mình mua cho cái việc vlogging. Đây là một cái thiết bị mà khiến mình trở thành một vlogger. Đây là màn hình Samsung Monitor M8, đây là một cái màn hình siêu đẹp các bạn ạ. Vì các bạn biết rằng là 99% video ở trên uh, Dinology đó là chính là video 4K. Một kinh nghiệm cho các bạn nếu mà các bạn đang muốn làm content creator hay vlogger ấy, thì hãy thật sự mua những cái mà các bạn cân nhắc là nó rất là cần thiết thì hãy mua. Chứ nhiều khi mình cũng sẽ bị xa đà vào việc là mình phải có đủ thiết bị như tất cả những người khác. Nhưng mà thật ra các bạn không cần nhiều thiết bị đến thế. Xin chào các mọi người, chào mọi người đã quay trở lại cả Dynology. và chào mừng các bạn đã đến với phòng làm việc của mình. Có lẽ là từ hồi mình về nhà mới đến giờ thì mình chưa từng làm một cái video gọi là cập nhật phòng làm việc của mình và hôm nay thì sẽ là một cái video như thế đây bởi vì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn mà đang muốn trở thành content creator youtuber hay tiktoker hỏi mình rất là nhiều về cái gọi là workflow và những cái thiết bị mà mình sử dụng ở trong quá trình làm việc của mình và hôm nay thì mình có một cái ngày gọi là một ngày rảnh rỗi nên là mình đã sắp đặt lại toàn bộ bàn làm việc của mình cho nó gọn gàng một chút cũng như là mình lấy toàn bộ tất cả những thiết bị mà mình đã có từ trước đến giờ ra để cho mọi người cùng xem và hôm nay thì chúng ta sẽ ngồi ở đây để mình cập nhật cho các bạn xem. Mình dùng những thiết bị gì để tạo nên những video ở trên mạng nhé. Nếu mà bạn nào đã theo dõi mình lâu ấy thì mình luôn luôn có một cái quan điểm rất là rõ ràng cho các bạn rằng là các bạn đừng có cố gắng quá phụ thuộc vào thiết bị. Một khi mà các bạn muốn trở thành YouTuber, content creator là người sáng tạo nội dung ấy thì cái quan trọng nhất đối với mình hay với các bạn Đó chính là nội dung. Nội dung luôn luôn là cái đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm. Chúng ta cần chia sẻ cái gì, chúng ta muốn có cái gì thì chúng ta phải quan trọng cái đó nhất và tất cả những cái thiết bị đều là những cái đi sau. Và mình hay nói rằng là content The king và visual is the queen. Có nghĩa rằng là tất cả những cái nội dung ấy thì nó luôn luôn là ông vua, còn tất cả những cái thiết bị máy móc thì nó là nữ hoàng, nó luôn luôn đi sau ông vua để làm cho ông vua gọi là đẹp đẽ, dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn. Và bây giờ thì không chần chừ lâu nữa, chúng ta sẽ đi một tour xem là Dino có những cái thiết bị gì dùng để quay và để dựng video nha. Và đầu tiên thì mình muốn các bạn theo mình, đó chính là đây là cái tủ đồ của mình. như các bạn mà theo dõi kỹ thì mình thường hay để những cái thiết bị này ở phía dưới phía dưới nhà mình nghĩa là ở cạnh bếp ấy thì mình có một cái tủ ở cái khu vực gọi là cái khu vực giữa bếp và phòng giặt mình hay để cái thiết bị đồ quay của mình ở đó bởi vì đó sẽ là cái nơi mà mình dễ tiếp cận thiết bị bởi vì mình hay quay những cái video nấu ăn và mình hay quay ở dưới nhà còn phía trên này là cái khu vực văn phòng là mình hay làm việc công việc văn phòng ở trên này hơn nên mình thường không hay để thiết bị ở đây nhưng mà hôm nay thì uh, gọi là quay phim và mình cũng muốn khoe cho các bạn thì mình cũng không muốn đứng ở phía dưới nhìn nó hơi bị luộn thuộm một tí nên là mình sẽ mang toàn bộ thiết bị lên đây để cùng giới thiệu cho mọi người và nó đặt ở trên giá như này thì nhìn cũng đẹp và nhìn mình thì cũng khá là giống gọi là một tech reviewer đúng không? Thì hãy cho mình một ngày đóng làm tech reviewer đi để mình xem như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi với một loạt các thiết bị của mình nhá. Có lẽ là đầu tiên thì mình phải nói rằng là cái video đầu tiên mình từng up trên mạng đó chính là video thịt kho mình quay ở trên Facebook cá nhân của mình cách đây phải tới tận 6 năm gần 7 năm rồi. Thì các bạn có thể xem lại cái video ở đây. Thì cái video đó thì mình không quay bằng một cái máy ảnh chuyên dụng hay là một cái thiết bị cầu kỳ nào hết. Mình quay một cái thiết bị đầu tiên. Hồi đó rất là buồn cười các bạn ạ, bởi vì hồi đấy thì mình mới đi làm. Lương của mình hồi đó chỉ được khoảng 10 triệu hay là 12 triệu một tháng thôi. Mình không có đủ tiền để mua một cái camera chuyên nghiệp nên là mình rất là có cái ước mơ là mình muốn tạo ra một cái video chuyên nghiệp. Thế là mình cùng với thằng bạn đồng nghiệp của mình cái thằng bạn đồng nghiệp của mình thì đã từng xuất hiện trên video của mình rồi nó đã từng đi ô tô và chở mình chuyển nhà, nó đấy, thằng Duy đó và mình nói với nó rằng tao có ước mơ để tạo nội dung, thế là hai thằng vét hết toàn bộ tiền ở trong tài khoản và trong túi ra cả hai thằng tích cóp được khoảng 22 triệu mình nhớ là 22 triệu và nó cho mình vay một nửa và mình có một nửa và sau đó hai thằng hùn cái tiền đó lại và chạy ra ngoài đường mua một cái điện thoại thế là đó là cái thiết bị đầu tiên của mình và nó chỉ là một cái điện thoại thôi và đến bây giờ thì mình có rất là nhiều thiết bị khác và mình sẽ vẫn luôn nhớ cái thiết bị đó bởi vì đó là cái thiết bị đầu tiên tạo dựng nên sự nghiệp của mình bây giờ còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi với những cái thiết bị mà mình đang sử dụng hiện tại nha à, đầu tiên thì mình muốn giới thiệu với các bạn đây. Đây là một cái thiết bị mà khiến mình trở thành một vlogger. Như mình nói từ trước ý, đầu tiên mình không phải là một vlogger. Đầu tiên thì mình làm một cái content creator, có nghĩa là mình làm những cái nội dung mà không có mặt mũi của mình. Bởi vì hồi đấy thì mình chưa tự tin về ngoại hình cũng như là cách cách ăn nói của mình cho lắm. Nên là toàn bộ những cái video mình quay đều là dưới dạng ngon ngon như thế này. Thì các bạn có thể thấy rằng nó là đều là những cái công thức nấu ăn và đều có text, đều có phụ đề, chứ còn không có dẫn chuyện nói năng hay là có mặt mình ở trong đó. Và đến khi mà mình chuyển sang làm vlogger thì mình cần một cái sự tự tin hơn rất là nhiều. À, mình đã từng mua những cái máy rất là to Và mình mua về chỉ được khoảng gần một tháng thôi Mình phải bán ngay bởi vì nó quá to và mình không biết sử dụng Và mỗi lần mình quay cái đấy mình thấy quá là mất công Nên là mình bán ngay lập tức Và sau đó thì mình mua những cái máy nhỏ hơn à, Quên mất Đáng là mình đang giới thiệu về cái máy này Nhưng mình vẫn muốn nói về cái máy khác trước Nên là mình mua một cái máy nhỏ hơn Đó chính là cái máy này Đây là Sony a ba. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái máy gọi là cái máy crop Cái máy ảnh crop Body của nó rất là nhỏ thôi nếu mà mình tháo ra thì nó chỉ có từng này Nó rất là nhỏ gọn Cộng thêm lens nữa thì cũng tương đối là nhỏ So với cả một cái máy ảnh gọi là cái máy ảnh quay đẹp Hồi đó thì nó khá là nhỏ như thế này Nhưng mà với mình ấy, thì nó vẫn to Để mình có thể tự quay Vậy là mỗi lần mình tự quay thì mình cảm giác là cầm rất là nặng Và nó không có chống rung Nên là cái niềm đam mê của mình dành cho việc vlogging Nó chưa bắt đầu từ cái máy này đâu các bạn ạ Cho tới khi uh, mình mua cái máy này và đó cũng là cái thời điểm lần đầu tiên mình gặp chị Giang ơi Thì chị Giang đã cho mình cái cảm hứng và cái workflow làm việc rất là rõ ràng Là chúng ta nên làm việc nghiêm túc Và chị Giang hồi đó tặng cho mình một cái đó chính là cái lịch ra video hai video một tuần vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần Nên là mình nghĩ rằng mình phải làm thế nào đó để mình ra video một cách đều đặn hơn Thì vào lúc đó thì cái DJI này nó ra mắt thực ra không phải cái này đâu nó là cái DJI Osmo Pocket đời 1 đây là cái đời 2 rồi thì cái thì cái camera này nó có một cái đặc điểm rất là tuyệt vời ở một điểm đó chính là nó là một cái camera bé tí như thế này nhưng mà nó có cái gimbal ở phía trên cái gimbal là gì cái gimbal sẽ là một cái thiết bị giúp cho các bạn chống rung khi quay Bởi vì khi mà các bạn quay bằng những cái camera lớn như thế này Nếu các bạn cầm trên tay ấy, thì nó sẽ rất là rung Còn nếu mà khi mà các bạn cầm một cái video, một cái camera mà nó có sẵn chống rung như thế này Thì nó sẽ hạn chế tất cả những cái cử động tay của các bạn mà nó quay rất là dễ Và cái camera này là cái camera đầu tiên khiến cho mình yêu cái việc vlogging hơn Bởi vì là nó quay quá là dễ các bạn ạ So với việc quay bằng điện thoại ấy, thì cái quay bằng cái camera này nó còn nhỏ hơn Và nó còn gây ít chú ý hơn khi mà mình đi ra ngoài đường rất là nhiều và cái camera này đã làm cho mình một những cái series đầu tiên như là cái series đi du lịch ở Đài Loan Như là những cái series đi du lịch ở Hàn Quốc Và mình trở nên yêu thích cái công việc vlogging rất là nhiều Và tới nay thì đã 3 năm, gần 3 năm rồi, 3 năm đều đặn Mình luôn luôn ra video, hai video một tuần dĩ nhiên là có những lúc mà mình lười quá mình ra không đủ nhưng mà về đa phần là mình ra hai video một tuần đều đặn trong một năm nhờ vào chiếc camera nhỏ gọn này và cái camera nhỏ gọn này hiện tại thì người ta mình không nhớ đấy mình nhớ không nhầm thì đang được bán với giá rất là rẻ chỉ quanh quần khoảng 6 đến 8 triệu thì mình nghĩ đây là một trong những cái thiết bị mà các bạn rất nên có nếu mà các bạn muốn bắt đầu bằng cái việc là đi quay vlog ở ngoài đường thì đây DJI Osmo Pocket và sau khi đó thì mình sẽ trở lại với cái camera đầu tiên của mình đây là một cái máy ảnh quay phim rất là đẹp body cũng rất là nhỏ nó sẽ rất là phù hợp cho các bạn nào mà muốn quay vlog dạng ở nhà như mình như thế này bây giờ thì mình đã nâng cấp lên camera lớn hơn rồi nhưng mà nó sẽ rất là tuyệt vời bởi vì chất lượng nó rất là ok ánh sáng rất là đầy đủ ngoài ra thì nó còn có thể tháo được uh, ống kính máy ảnh và các bạn có thể sử dụng rất là nhiều loại ống kính khác nhau để có thể phù hợp cho công việc quay của các bạn hồi mà mình mới bắt đầu quay thì mình mua luôn một cái ống kính đây là ống kính 14 thì đây nó sẽ là một cái ống kính rất là rộng. Khi mà quay cái ống kính này thì nó sẽ lấy được nhiều cảnh ấy có thể. Và mình cũng khuyên các bạn nào mà mới quay video thì nên sử dụng những cái ống kính rộng như thế này. Bởi vì là nó sẽ lấy cho các bạn thật nhiều cảnh, càng nhiều cảnh càng tốt. Mặc dù các bạn chưa biết căn cảnh, chưa biết cỡ cảnh như thế nào cho đẹp nhưng đây sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ tốt. Cùng với sự phát triển của sự nghiệp của mình thì mình cũng uh, chọn những cái camera gọi là cái này thì nhỏ quá, chất lượng buổi tối nó rất là kém. Cái này thì to quá, cầm hơi bị nặng. Nên là mình đi đến những cái camera ở ở mức trung bình ở giữa giữa. Đây là chiếc uh, Sony RX100 Mark 7. Cái này thì rất là tuyệt vời một điểm rằng là nó có thể zoom từ nhà tới trường. Có nghĩa là cái tiêu cự của nó là kéo dài từ 24 cho tới 200. Đây là một cái tiêu cự dài khủng khiếp, có nghĩa là gọi là zoom từ nhà đến trường. Vậy là các bạn lấy một cái cảnh siêu rộng như thế này hoặc các bạn có thể bắn bắn cái ống kính nó dài ra dài 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 ra, bắn sang tòa nhà đối diện cũng được. Thì đây là một trong những cái camera mình cũng quay được khoảng nửa năm. Tuy nhiên là về sau thì mình cũng không quay nó nhiều nữa bởi vì là pin của nó rất là tệ. Các bạn thấy không? Mình vừa bật lên sau đó mình không thể tắt được nó nữa bởi vì là pin của nó đã chết rồi nên đây là một cái camera mình nghĩ rằng nó cũng là một cái phù hợp cho mình ở mức độ giữa giữa mình vẫn khuyên các bạn là nếu mà các bạn có khoảng 20 triệu thì các bạn cũng nên mua cái camera này và mua những cái loại pin tốt hơn bởi vì thực sự là nó rất là đa dụng và phù hợp với nhiều kích thước xong về phần về camera nhé thì có những cái thiết bị đầu tiên mà mình cũng rất muốn nói đó chính là cái màn hình này đây là một cái màn hình màn hình này của Trung Quốc thôi của hãng nghe rất là dở tên là Fiuwa cái màn hình này là cái màn hình 4K thì khi mà mình quay video ngon ngon các bạn thấy rằng là mình không thể vừa ngắm như thế này thì mình quay được đúng không nên là mình phải treo camera lên trên để quay được những cái video dạng flat lay rất là hot ngày xưa nên là khi mà mình có treo video lên như thế thì cái setup của mình ấy thì mình sẽ cần một cái gọi là cái màn hình uh, gọi là màn hình monitor để kiểm thì mình sẽ gắn là cái màn hình này đây là một cái màn hình 4k để mình có thể xem được tất cả những cái video mình chỉ cần cắm một sợi dây hdmi vào đây thế là camera nó nhìn thấy gì là mình sẽ nhìn qua màn hình này và mình rất là dễ điều khiển đây là một trong những cái thiết bị mà mình dùng cũng rất 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 nhiều và lâu năm có lẽ là cái màn hình này bây giờ nó cũng được đến tận 5 6 năm tuổi rồi. À tiếp đến có một cái thiết bị mà mình rất ít dùng nhưng mà mình vẫn mua vì mình rất là mê thiết bị công nghệ. Đây là một cái drone. Cái drone thì các bạn hay còn gọi là flycam thì đây là cái drone của DJI, nó rất là nhỏ và đây cũng là một cái drone mà thời đấy mình mua nó thuộc dạng là giá chấp nhận được nhất, nó khoảng 18 triệu. Thì cái drone này thì nó rất là bé, các bạn có thể nhét vào túi quần này. Và ngoài ra nó bay đi để gọi là quay những cái cảnh travel, các bạn có thể thấy những cái toàn cảnh của sông núi rừng biển. Tuy nhiên là mình rất là ít xài vì mình rất là kém bay drone mình không phải là một người giỏi điều khiển drone nên là nó cũng chắc là được sử dụng khoảng 4 năm lần và bây giờ đang xếp xó các bạn ạ một kinh nghiệm cho các bạn nếu mà các bạn đang muốn làm content creator hay vlogger ấy thì hãy thật sự mua những cái mà các bạn cân nhắc là nó rất là cần thiết thì hãy mua chứ nhiều khi mình cũng sẽ bị xa đà vào việc là mình phải có đủ thiết bị như tất cả những người khác nhưng mà thật ra các bạn không cần nhiều thiết bị đến thế đây là một cái bài học xương máu mà mình đã trả giá bằng rất là nhiều tiền thời gian và công sức của mình đây là một cái ví dụ điển hình là mình không cần nhiều thiết bị đến như thế tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang một cái mảng đó là những thiết bị thu âm bởi vì mình hay nói với các bạn làm vlog có nghĩa là những cái video mà có cả hình và tiếng như thế này ấy, thì các bạn hãy chú trọng rằng một cái bí quyết của mình đó chính là âm thanh thì quan trọng hơn là hình ảnh để mình ví dụ cho các bạn nha đây là một cái đoạn video mình sẽ làm cho video nó nhòe 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 đi các bạn không nhìn thấy mình các bạn đang không nhìn thấy mình nhưng mà các bạn nghe thấy tiếng của mình thì các bạn vẫn có thể tiếp tục nghe mình nói nhưng mà bây giờ mình thử chuyển nhé bây giờ mình sẽ làm theo tiếng của mình nhưng mà hình ảnh rất là sắc nét rất là đẹp nha ok trở lại đó thì đấy là một cái ví dụ minh họa cho các bạn rằng là âm thanh nó quan trọng hơn hình ảnh rất là nhiều nên là các bạn xem video của mình thì các bạn rất hay thấy mình sẽ cài một cái mic ở cổ đây là một cái mic gọi là mic cài ở cổ thì nó sẽ thu cái tiếng của mình nói tốt nhất và sẽ mang lại một cái chất lượng âm thanh tốt nhất cho các bạn để nghe và hiện tại thì mình đang dùng một cái bộ mic đây là bộ mic Rode Go 2 cái bộ mic này thì nó sẽ có một cục nhận và hai cục thu hai cục thu này thì sẽ rất là tiện khi mà mình uh, có khách mời hay là mình gắn cho mình một cục khách mời của mình một cục và một cái này thì mình sẽ gắn vào máy quay để nó gắn cái âm thanh này vào trong chính cái video mình đang quay luôn và mình sẽ không cần phải làm hậu kỳ nữa và chất lượng âm thanh thì các bạn nghe thế nào tuyệt hảo đúng không giọng mình hay mà ngoài ra thì đó là những cái mic cài như thế này nhưng mà có những cái video mà mình muốn quay gọi là lấy được âm thanh môi trường nữa thì mình có thêm một cái mic mic này gọi là mic su Uh, shotgun thì nó hơi giống cái từ shotgun là bắn ấy mic này có một cái cấu trúc rất là đặc biệt các bạn có thể thấy nhìn nó giống như một khẩu súng nó rất là dài và nó có một cái đầu mic như thế này thì khi mà mic này ấy, thì nó sẽ bắn ở một khoảng cách rất là hẹp nó sẽ thu ở một cái góc rất là chính diện như thế này thì nó sẽ khiến cho tiếng của mình rất là trong và rất là rõ tuy nhiên là cái tiếng nó không bị gọi là không có định hướng như là mình dùng cái mic này khi mà mình dùng sang cái mic này ấy, thì nó sẽ thu được cả tiếng môi trường nữa nếu mà các bạn nghe ở trên một thiết bị có loa tốt thì các bạn sẽ cảm giác được rằng là mình đang gần camera hay là xa camera đang bên trái camera hay đang bên phải camera cái này sẽ là tuyệt, rất là tuyệt vời khi mà các bạn muốn quay video Gọi là có không gian một chút Và nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn mà gọi là uh, Vlogger mà quay ngồi tại chỗ Kiểu như của chị Giang ơi ấy Thì đây sẽ là một cái mic rất là tuyệt vời Để cho các bạn có một cái không gian độ sâu về âm thanh Mà cái môi trường âm thanh nó không quá phức tạp Có nghĩa là đằng sau tiếng nó không bị ồn ào thì đây là một cái mic tuyệt vời ngoài ra thì uh, sắp tới mình đang có ước mơ là mình sẽ làm podcast nên là mình sẽ mua một cái chân à, mình có một cái chân mic như thế này cái chân mic này thì nó chỉ là một cái chân để mình gắn cái mic cài của mình vào đây thôi nhưng mà khi mà gắn vào ấy thì nó sẽ giống như là gọi là phát thanh viên hoặc là ca sĩ và mình hay thường cầm như thế này thì mình cảm giác rằng là cầm như thế này thì nó cũng khá là thú vị. Nên là từ từ đến cuối clip thì mình sẽ cố gắng cầm như thế này xem các bạn thấy sao nhé. <laughs> các bạn thấy chất lượng âm thanh khi mà mình cầm mic nó sao? Và ok, bây giờ là về thiết bị máy ảnh, âm thanh mình cũng đã nói rồi. Ngoài ra thì mình còn muốn khoe một số gọi là thiết bị khủng của mình nữa. Bởi vì uh, gần đây thì sau một thời gian dài làm việc ấy thì mình sẽ làm việc chuyên nghiệp hơn và mình sẽ có team. Đây là thiết bị của team mình. Đây là một chiếc máy ảnh gọi là máy ảnh Lumix. Đây là máy ảnh này ấy, thì nó sẽ một cái file quay hình lớn hơn rất là nhiều so với cả cái máy ảnh mình đang sử dụng. Và khi mà mình sử dụng cái máy ảnh này thì mình sẽ quay được cái chất lượng rất là tốt và mình sẽ để ví dụ cho các bạn một cái video mình quay bằng máy ảnh này lên đây. Các bạn có thể thấy rằng là sắc màu tuyệt hảo và nét đứt tay đúng không? Thì uh, các bạn yên tâm là máy móc ấy thì nó sẽ đi theo nhu cầu của bản thân mình. Có nghĩa rằng là khi nào mà các bạn có những cái nội dung nó xịn hơn, lớn hơn ấy, thì các bạn sẽ nâng cấp máy móc đi theo nội dung. Chứ còn đây mình khẳng định lại là hoàn toàn những thiết bị này không phải là cần thiết, bắt buộc để chúng ta có thể trở thành vlogger, bởi vì để trở thành blogger ấy thì đơn giản lắm chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại một cái gì đó có thể thu hình và quay tiếng là các bạn đã có thể trở thành vlogger rồi và hiện tại thì mình cũng muốn tiết lộ cho các bạn một cái thiết bị mà mình dùng để quay nhiều nhất video ở trên dinology và bây giờ mình, mình sẽ quay lại cái thiết bị này và bạn quay phim đang quay cho mình nha đây mình sẽ quay lại bằng điện thoại thì các bạn có thể thấy rằng đây là một cái máy mà mình dùng để quay đến 90% tất cả những cái video ở trên Dinology Chất lượng của nó rất là ok Và nó sẽ rất là phù hợp nếu mà mình có ai đó trợ giúp với mình Và dưới tay bạn ấy đang là một cái gimbal Cái gimbal này sẽ giúp cho bạn nghĩa follow mình Mọi khung hình nó dễ dàng hơn Và hello, đây là chiếc máy yêu thích của mình Ok, vậy là vừa rồi mình đã chỉ cho các bạn những cái thiết bị mà mình dùng để quay phim Và chụp hình để tạo nên những cái video ở trên Youtube, Facebook hay là TikTok của mình Và mình khẳng định lại một lần nữa với các bạn Rất là quan trọng đó chính là tất cả thiết bị thì sẽ đi theo nội dung của chúng ta và các bạn không cần nhiều thiết bị đến thế để có thể trở thành một content creator, một vlogger. các bạn lưu ý nhé. bởi vì thực tế ấy, thì mình còn sử dụng những cái thiết bị nó rất là nhỏ như thế này. đây là một cái mic, mic này sẽ giúp mình gắn vào cái điện thoại. à, trời ơi, quên mất. tự dùng, dùng cái mic này bây giờ. <laughs> đây, mic này sẽ giúp mình gắn vào điện thoại như vậy. thì khi mà mình dùng điện thoại này thì chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. và cái mic này gọi là cái mic uh, video mic me. Đây là một cái mic sẽ giúp các bạn gắn vào điện thoại và nó sẽ nâng cấp chất lượng âm thanh các bạn lên nên là bạn nào mà đang muốn sử dụng làm TikTok ấy thì mình cũng khuyên các bạn nên mua cái mic nhỏ như thế này để nâng cấp chất lượng ở trên điện thoại của các bạn lên. Và bản thân mình thì mình cũng quay rất là nhiều video bằng điện thoại kể cả đến bây giờ mình có nhiều thiết bị như thế này thì mình vẫn có những video mình quay bằng điện thoại nên là đừng coi thường chiếc điện thoại của chúng ta. Còn bây giờ thì sau khi mà quay phim và thu âm xong rồi thì chúng ta sẽ đến đến một cái phần đó chính là phần mà edit hoặc là hậu kỳ video. Thì mình biết rằng là bây giờ các bạn gen Z rất là giỏi các bạn có thể edit tất cả các cái video mà các bạn quay ở trên điện thoại thì mình cũng biết cách làm như vậy nhưng mà có lẽ thì mình đã ở thuộc thế hệ gọi là hơi old school một chút hơi cổ lỗ một chút nên là mình vẫn thích edit video ở trên gọi là máy tính hơn và đây là cái setup của mình để gọi là edit video. Thường thì bây giờ thì mình sẽ có team để hỗ trợ mình edit video nữa. Nhưng mà những lúc nào mà mình muốn edit video ấy, thì đây sẽ là cái setup của mình. Thì Các bạn có thể thấy là mình sẽ sử dụng laptop và màn hình. Bởi vì trước kia ấy, thì mình có một cái máy gọi là cái máy all-in-one là cái máy desktop ở nhà. Tuy nhiên là sau khi mà mình sử dụng máy desktop một thời gian đấy thì mình thấy có một cái yếu điểm của desktop đó chính là lúc nào mình cũng phải ngồi ở nhà và bản thân bây giờ công việc của mình nó năng động hơn rất là nhiều. Có những lúc mà mình sẽ dựng video travel nghĩa là mình đi đến Thái Lan chẳng hạn thì mình sẽ dựng luôn video ở Thái Lan mình đi Đài Loan mình sẽ dựng luôn video ở Đài Loan thì mình sẽ cần một cái laptop hơn và khi mà mình dựng ở trên laptop ấy thì nó rất là tiện cho mình đi du lịch tuy nhiên là nếu mà về nhà mà mình ngồi trên bàn về cái laptop ấy thì nó lại rất là bí bách nên là từ đó thì mình quyết định mình một phải sử dụng màn hình cộng với cả laptop và ở trước trước mặt mình bây giờ đây là một cái màn hình mà mình đã từng giới thiệu ở trên tiktok rồi đây là màn hình Samsung monitor M8 đây là một cái màn hình siêu đẹp các bạn ạ nó đẹp kinh khủng các bạn ạ bởi vì đây là một cái màn hình 4K, Ultra HD 4K Vì các bạn biết rằng là 99% video ở trên uh, đó là chính là video 4K Nếu mà các bạn xem Youtube ấy, các bạn hãy ấn vào cái hình setting ở phía dưới Các bạn chọn vào, nó sẽ có một cái biểu tượng là 2160p Thì khi mà các bạn ấn vào đó thì đây là video chất lượng 4K Và khi mà mình muốn edit ra video chất lượng 4K ấy Thì mình chắc chắn sẽ cần một cái màn hình 4K Để nó thể hiện mọi cái pixel, mọi cái điểm ảnh ở trên màn hình để mình edit một video một cách chính xác và đẹp nhất nên màn hình 4K là một cái màn hình không thể thiếu được. Và trên thị trường bây giờ thì mình thấy ở trong cái tầm giá khoảng gần 20 triệu ấy, cái màn hình Samsung Monitor M8 này thật sự là một cái màn hình 4K xuất sắc bởi vì các bạn thấy rằng là nó có màu trắng nhá. Khi mà màu trắng ấy để vào không gian nội thất nào cũng sẽ rất là dễ dàng và rất dễ là hợp với cả không gian nội thất đó. Khi mà mình làm cái phòng làm việc này ấy, thì mình muốn để cái màu gỗ óc chó để nhìn nó gọi là sang trọng và smart có nghĩa là nhìn thông minh và nghiêm túc hơn ấy. Mặc dù là nó hơi già một tí mình biết so với cả những cái setup làm việc của các bạn bây giờ Nhưng khi mà mình để một cái màn hình màu trắng vào ấy Nó vẫn rất là hợp lý Nó vẫn rất là đẹp luôn đấy các bạn Và màn hình này có một cái đặc điểm nữa so với cái màn hình trước mình dùng đó chính là nó mỏng Nó chỉ mỏng có 11,4mm Đây là một cái độ mỏng gọi là crazy gọi là khi mà mình nhìn nghiêng ấy Thì nó sẽ rất là đẹp, nó rất là sexy Bởi vì mình luôn luôn có nhân viên đến đây làm việc Thì khi mà các bạn nhân viên tới làm việc ấy thì các bạn sẽ nhìn nghiêng Thì nếu mặc một cái màn hình nghiêng mà mỏng như thế này Nhìn là sexy thật đúng không các bạn cái này thì không ai có thể chối cãi được rồi ngoài ra khi mình làm việc ấy, thì mình sẽ rất cần chỉnh cái độ nghiêng của màn hình bởi vì nhiều lúc mình muốn đứng cao lên thế này bởi vì là khi mà có lúc bạn editor hoặc là tìm mình tới thì tụi mình cùng đứng và chỉ về bằng cái màn hình này thì nó sẽ chỉnh được cái độ nghiêng và khi mà chỉnh được độ nghiêng như này thì mình sẽ luôn luôn đảm bảo nhìn được cái màn hình ở một góc nhìn tốt nhất và có một cái đặc điểm nữa mà khi mà mình đã set up cái bàn làm việc ấy là mình thích cái bàn làm việc của mình nó ở giữa phòng các bạn có thể thấy nó đang ở giữa phòng này đúng không chứ thông thường nếu mà các bạn làm cái bàn làm việc mà nó sát vào tường ấy thì nó rất là dễ để cho các bạn có thể giấu dây giấu tất cả những cái lỉnh kỉnh xấu xí đi tuy nhiên là khi mà các bạn để bàn làm việc ở giữa phòng như thế này nó sẽ có một cái đặc điểm mà đẩy các bạn đi theo mình đó chính là cái lưng của cái màn hình nó sẽ bị lộ ra và khi mà cái lưng của cái màn hình lộ ra như thế này thì nó sẽ cần những cái chi tiết gọi là chi tiết giấu dây rất là kỹ bởi vì nếu mà không giấu dây ấy, thì tất cả những cái dây ở đây nó sẽ lòng thòng ở phía dưới này nhìn nó sẽ rất là ngứa mắt ôi rồi hôm nay cầm mic như ca sĩ ấy các bạn mình nghĩ rằng là mình sẽ nên gọi là làm vlog và cầm mic như thế này nhiều hơn. nói đến đây thì có một cái đặc điểm trong video của Dino mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là các bạn hãy nhìn xuống mình xem ở đây đây là hệ thống đèn của mình. mặc dù là khi mà mình làm nhà thì nhà của mình là một cái căn nhà tương đối là nhiều ánh sáng và rất là đẹp. tuy nhiên thì mình cũng muốn nói với các bạn nếu mà các bạn muốn làm một cái video đẹp ấy thì ánh sáng vô cùng quan trọng ánh sáng gọi là vô vô cùng quan trọng ở trong cái việc là thẩm mỹ. Nếu mà các bạn có ánh sáng tốt ấy thì kể cả các bạn quay video bằng điện thoại thì nó cũng sẽ rất là lung linh. Nếu mà các bạn có một cái ánh sáng không tốt ấy thì các bạn khi các bạn quay video bằng cái máy siêu lớn như cái máy kia thì nó cũng sẽ không thể đẹp được chính vì vậy là ánh sáng rất quan trọng và mình thì mình có hai cái cục đèn này thôi đa phần là mình quay video mình chỉ sử dụng hai cái đèn này hai cái đèn này thì là đến từ hãng amaran thì mình sẽ sử dụng thêm một cái shop như thế này nữa để cho ánh sáng lên mặt mình ấy nó rất là mịn ui quên mất có một cái camera nữa mà mình không nói đây là một, một cái camera mình cũng vô cùng yêu thích cái camera này đến từ samsung các bạn biết camera này mình dùng để làm gì không các bạn đoán đi xem nào đây là một cái camera rất là tuyệt vời bởi vì nó là một cái webcam bởi vì các bạn biết rằng ấy, khi mà mình sử dụng màn hình lớn như thế này thì rất là nhiều trường hợp mình sẽ sử dụng cái màn hình này để họp, để livestream. Nhất là trong cái thời gian đại dịch giãn cách vừa rồi ấy, thì mình phải làm online rất là nhiều, có những cái buổi workshop online, có những buổi họp online nên là cái chất lượng camera nó rất là quan trọng với mình. Trước kia thì mình sử dụng một cái máy in One, cái máy đấy mặc dù rất là to nhưng mà chất lượng camera rất là tệ, tệ đến mức mà mình kiểu cảm thấy tự xấu hổ khi mà mình đi làm những cái workshop online như vậy nên là mình cũng muốn nâng cấp lên một cái màn hình có camera tốt hơn và Samsung đã cung cấp giải pháp cho mình đó chính là một cái màn hình có camera rời camera rời này chất lượng rất là ok nha và ngoài ra nó có một cái tính năng đó chính là nó dùng nam châm để hít thì khi mà mình dùng nam châm mình hít lên như thế này thì camera sẽ được connect tự động với màn hình và máy tính và nhiều bạn hỏi rằng tại sao camera trên màn hình lại phải tháo ra như thế bởi vì mình biết rằng là rất nhiều bạn ấy sẽ lo về vấn đề bảo mật các bạn thậm chí là dán cái webcam ở trên laptop hay màn hình để che đi cái camera bởi vì sợ rằng là máy tính của mình sẽ bị hack với cái thiết kế này ấy, thì các bạn sẽ không còn phải lo cái vấn đề đấy nữa khi nào các bạn không dùng ấy, như mình thì mình sẽ tháo ra mình để ở đây và khi nào mình dùng thì mình chỉ cần đặt nó lên và có nam châm hít là nó tự động kết nối luôn khi cái màn hình này được sử dụng như nào thì các bạn biết rằng là màn hình giờ thì mình biết rằng là mình biết là rất nhiều bạn sẽ biết cái màn hình này của mình thì nó cũng rất đơn giản như thế bởi vì cái màn hình này của mình nó cũng như bao màn hình khác thôi nhưng mà nó đặc biệt hơn một điểm đó chính là nó hỗ trợ USB Type C nên là khi các bạn cắm vào máy tính laptop của mình một phát ấy, đây nó sẽ tự động kết nối và tất cả những cái gì mình nhìn thấy ở trên laptop nó sẽ cho ra màn hình bộ thông thường uh, sẽ cho ra màn hình thông thường cái laptop của mình nó chỉ có 14 inch cái không gian làm việc của nó chỉ gói gọn trong như thế thôi nó sẽ rất là phù hợp khi mà mình làm việc ở ngoài nhưng mà về nhà thì mình cắm ra một cái màn hình 32 inch này khi mà mình cắm ra màn hình 32 inch thì mình sẽ cho các bạn xem là tại sao nó lại đáng giá nhé ta -da! đây là không gian làm việc của mình các bạn có thể thấy rằng là mình rất hay sử dụng phần mềm Final Cut Pro để có thể edit video và khi mà mình edit ở trên cái laptop ấy thì nó rất là nhỏ cái không gian làm việc nó rất là hạn chế mà nó đủ để khi mà mình làm việc ở ngoài còn về đến nhà ấy thì mình sẽ muốn có nhiều không gian làm việc hơn mình muốn là tất cả những cái ảnh của mình ở trên desktop mình kéo mình thả vào đây ví dụ mình kéo mình thả rồi mình mở thêm nhiều cửa sổ mở thêm nhiều cửa sổ này đấy mình mở thêm nhiều cửa sổ mình đặt ở đây, ở kia rồi ở đây Thì mình cũng thực hiện được bởi vì cái màn hình của mình nó đến tận 32 inch cơ mà thì Khi về nhà mình chả việc gì mình phải làm việc ở trong một cái không gian chật trội như vậy cả Đây là một cái điều rất là tuyệt vời Nói đến đây thì màn hình nào mà chả như thế Tại sao mình lại chọn màn hình Samsung Smart Monitor M8 Smart Monitor cơ mà Smart thì khác gì gọi là không smart hay là stupid monitor cũng khá phá nhá Bởi vì với cái màn hình này khi mà mình không có laptop ấy Có nghĩa rằng là laptop của mình ấy không phải lúc nào mình cũng để ở đây Có những lúc mà mình sẽ để quên ở dưới ô tô Có những lúc mà mình để quên ở dưới nhà Thì cái màn hình này cũng sẽ giúp mình làm được rất là nhiều việc Bởi vì nó gọi là Smart Monitor Nó sẽ hoạt động độc lập không cần đến laptop hay là những cái cục máy tính bình thường Nếu mà các bạn không có thì các bạn vẫn có thể sử dụng nó như là Một cái màn hình thông minh như thế này Ở trên này thì có sẽ có những cái app cơ bản như là Netflix Như là Prime Video của Amazon như là Apple TV, như là YouTube, như là Vion và thậm chí là trình duyệt internet nữa. Ví dụ bây giờ mình đang quên mất cái laptop ở dưới xe hay là ở công ty và bây giờ mình về đây, mình ngồi vào bàn làm việc thôi chết rồi, bây giờ mình làm gì đây? Mình có thể vào YouTube. Đấy, không cần máy tính luôn. Ngồi đây buổi tối kiểu đi làm về xem YouTube một mình, bây giờ mình đang nghĩ là mình xem Khánh Vi này hay rằng ơi này. Ui, nhiều người để xem quá hay trâu bùi nhỉ. Xem gì bây giờ? Ui, cho mùi vị Á hậu kìa. Đấy, nên là mình xem được luôn đúng không? Đấy là YouTube. Còn những hôm mà mình muốn xem Netflix chẳng hạn, bởi vì thực tế là mình rất là hạn chế xem TV ở trong phòng ngủ. Để xem TV trong phòng ngủ rất là mất ngủ. Nên là nhiều khi thì mình cũng xem phim ở ngoài này luôn. Còn xem cái ở dưới phòng khách của mình ấy thì nhiều khi cái TV nó to quá, mình cảm giác rằng hơi bị mất công. Mình chỉ muốn xem kiểu nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi. <laughs> đây, đây 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 đây, là YouTube, đây là Netflix. Ôi ôi ồn quá. Đấy, đấy. Các bạn thấy rồi đúng không? YouTube hay Netflix đều có thể đáp ứng được với cái màn hình này mà không cần đến laptop hay máy tính gì cả Chính vì vậy nó gọi là màn hình smart Tuyệt vời không? Còn những lúc mà bị bách quá đang không có laptop hay máy tính ở đây thì mình cũng có thể vào internet để mình có thể check mail. Và đây là một cái con chuột của mình, con chuột này con chuột Logitech dành riêng cho dân dựng phim. Bây giờ nó đã ra đến đời số 3 rồi nhưng mà của mình là MX Master 2S. Ở đây thì con chuột này nó có thể kết nối với ba thiết bị cùng một lúc nên là mình để cái con chuột này vào số 3 là nó sẽ tự kết nối vào màn hình luôn và khi mà kết nối vào màn hình không có máy tính như thế này thì mình có thể sử dụng một cái trình duyệt web cơ bản để mình có thể vào duyệt web Google mình có thể xem YouTube mình có thể vào Netflix xem Zing xem dân trí xem kênh 14 và rất 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 rất, nhiều cái khác và thậm chí là mình có thể lên trên để check mail tất cả những cái ứng dụng nền web thì mình có thể sử dụng với màn hình này luôn rất là ok nha ngoài những tính năng giải trí thì công việc cũng sẽ được đảm bảo ví dụ như Google Duo đây là một cái phần mềm họp online và khi mà dùng cái phần mềm Google Duo này với cái camera gắn bằng nam châm kia thì các bạn sẽ thấy một cái sự kỳ diệu đây ví dụ mình sẽ gọi điện cho bạn trợ lý của mình nhá đây video call đó đây là bạn cameraman của mình các bạn thấy là khi mà bắt đầu bật video lên ấy thì cái video cái camera nó sẽ rất là rộng như thế này cái camera này rất là tiện là đấy nó sẽ tự zoom vào mặt mình Và nó sẽ tự chỉnh theo cái góc nếu mà mình mặt mình có lệch ra khỏi khung hình ấy thì cái camera nó sẽ tự chỉnh theo góc của mình và nó sẽ tự zoom ra zoom vào đây là một cái tính năng mình thấy khá là hay bởi vì không phải lúc nào mình cũng sẽ tiện tay để mình đi chỉnh cả cái màn hình chỉnh cả cái camera để nó có thể vào đúng giữa mặt mình có lẽ là bạn trợ lý mình hơi bị xấu hổ một tí bạn không hiện mặt lên <laughs> và đấy là màn hình thông minh Samsung Smart Monitor M8 rất là ok đúng không nâng cấp rất là nhiều so với thế hệ trước và có một cái đặc điểm mình cũng vô cùng thích nữa đó chính là cái remote của cái màn hình này Thì nó sẽ không có pin rời mà sẽ sử dụng pin liền Và mỗi lần mà hết pin ấy, thì mình chỉ cần cắm một cái cổng rất là phổ biến bây giờ đó chính là USB Type-C vào đít của cái remote này và nó sẽ sực sạc đầy. Và vừa rồi các bạn đã tham quan góc làm việc của mình và mình cũng đã giới thiệu cho các bạn những cái thiết bị mà mình đang sử dụng để tạo ra nội dung. À, ngoài ra thì còn có những cái thứ rất là nhỏ nữa mà mình muốn nói thêm. Ví dụ như là những cái hộp ở trên bàn này khi mà mình làm việc ấy, thì nó sẽ được bút giấy dập ghim của mình và nó là những cái ngăn kéo trong mình mua ở Muji sẽ khiến cho mình rất là dễ tìm kiếm đồ và mình sẽ không phải bới nó lên ở trong một cái ngăn kéo to nữa và mình cũng sẽ có một cái tai nghe bởi vì không phải lúc nào mình cũng muốn cái tiếng dựng vlog của mình cái tiếng nói của mình nó vang khắp nhà nhất là nhà mình thì có Muji, Matcha và chị Mai nữa bởi vì cái cảm giác mà khi mà các bạn phải nghe tiếng của mình đang nói ở đây cộng với cái tiếng của mình ở trên tivi thành hai dino, lúc nào cũng nghe thấy dino nói, dino nói, dino nói nó sẽ rất là căng thẳng cho những người xung quanh của mình. Nên là mình hay sử dụng cả headphone và headphone này cũng có cả chống ồn nữa để phòng những lúc mà con uh, mắt Matcha nhà mình nó sủa quá to thì mình sẽ bật tính năng chống ồn của headphone lên để giảm những cái tiếng ồn xung quanh để mình tập trung làm việc hơn. Và vừa rồi là những gợi ý của mình và mình hi vọng rằng nó hữu ích cho các bạn, nhất là các bạn đang có ước mơ hoặc là dự định làm content creator và mình mong rằng các bạn sẽ thành công trên ước mơ và dự định của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo mình sẽ trở lại vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần và các bạn nhớ ấn subscribe nếu mà đã xem đến bây giờ còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người bye bye